Thưa quý vị, cam kết của Việt Nam tại hội nghị thượng đỉnh về biến đổi khí hậu COP26 về việc đạt mức phát thải ròng bằng không đến năm 2050 được coi là một trong những cột mốc lịch sử mở ra cơ hội thúc đẩy phát triển kinh tế tuần hoàn thích ứng với biến đổi khí hậu. Lộ trình hướng đến mục tiêu đạt mức phát thải ròng bằng không đến năm 2050 hay còn gọi là Net Zero 2050 của Việt Nam là một lộ trình với đầy những thách thức, đòi hỏi nỗ lực không ngừng nghỉ, không chỉ của chính phủ mà còn của các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp. Việt Nam là một trong số những quốc gia dễ bị tổn thương nhất bởi ảnh hưởng của biến đổi khí hậu toàn cầu. Bão lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất. 70% dân số Việt Nam bị ảnh hưởng. Thiệt hại khoảng từ 1 đến 1,5% GDP cả nước, đe dọa nghiêm trọng tới việc thực hiện các mục tiêu xóa đói giảm nghèo và các mục tiêu phát triển bền vững của đất nước. Xác định rõ tầm nhìn xanh là sứ mệnh phải thực hiện và là sứ mệnh sống còn, là cuộc đua của toàn nhân loại. Tại Hội nghị Thượng đỉnh Hành động Khí hậu Thế giới COP28 vừa qua ở Dubai, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính một lần nữa nhấn mạnh tầm quan trọng của sự chung tay, đồng hành của chính phủ và doanh nghiệp Việt Nam trên hành trình hướng tới mục tiêu siêu thách thức đạt mức phát thải ròng bằng không vào năm 2050. Mỗi quốc gia phải có trách nhiệm quản lý, thực hiện hiệu quả, khai thác tối đa sức mạnh nội sinh của dân tộc mình là cơ bản, chiến lược lâu dài là quyết định. Kết hợp với sức mạnh đoàn kết quốc tế là quan trọng và đề cao chủ nghĩa đa phương. Lấy người dân, lợi ích chung toàn cầu là trung tâm, chủ thể, không để bất cứ quốc gia nào, người dân nào bị bỏ lại phía sau. Đa dạng hóa, huy động nguồn lực, kết hợp công tư, kết hợp trong và ngoài nước, song phương và đa phương và các nguồn lực hợp pháp khác, nhất là nguồn lực từ tư nhân. Thưa quý vị, trên hành trình thực hiện mục tiêu Net Zero vào năm 2050, một mục tiêu đầy thách thức không thể thiếu sự đồng hành, chung tay, góp sức của các doanh nghiệp đầu tàu cả nước cùng chính phủ thực hiện cam kết thế kỷ. 25 hectare rừng ngập mặn tại đất mũi Cà Mau này trong thời gian tới có thể trở thành những bể hấp thụ carbon tự nhiên lên tới khoảng 20.000 tấn. Những cánh rừng ngập mặn này nó có khả năng khóa carbon, nó có thể tích trữ được cái lượng carbon phát thải lớn hơn 4 đến 10 lần so với những cánh rừng trên cạn. Và chính vì thế mà Vinamilk đã triển khai cái dự án những cánh rừng Net Zero Vinamilk tại đất mũi Cà Mau. Đây là một phần dự án cánh rừng Net Zero do Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam Vinamilk phối hợp với Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên Gaia thực hiện, hưởng ứng kế hoạch trồng 1 tỷ cây xanh đến năm 2025 của Thủ tướng Chính phủ. Để trồng rừng Cà Mau thì chúng tôi không có trồng rừng mà chúng tôi thực hiện một biện pháp có tên là khoanh nuôi xúc tiến tái sinh tự nhiên rừng ngập mặn. Có nghĩa là ở đây hàng năm thì những cái cây mắm ấy nó ra quả rất là nhiều, và khi mà nó rụng cái quả xuống trên một bãi bồi mà hoàn toàn trống không ấy thì cái quả mắm đấy nó sẽ rất là nhanh chóng, nó mọc rễ và nó phát triển lên thành rừng. Khoanh nuôi tái sinh rừng ngập mặn, đây chỉ là một trong các hoạt động của chương trình hành động hướng tới thực hiện mục tiêu đạt phát thải ròng bằng không vào năm 2050, Vinamilk Pathway to Dairy Net Zero 2050. Dự án của chúng tôi sẽ chia thành 3 cột mốc chính, bao gồm là giảm 15% khí nhà kính vào năm 2027, giảm 55% khí nhà kính vào năm 2035 và tiến đến đạt Net Zero vào năm 2050. Chúng tôi tập trung vào 4 khía cạnh trọng tâm, tương đương với chuỗi giá trị bền vững của Vinamilk, bao gồm là nông nghiệp bền vững, sản xuất xanh, logistics thân thiện với môi trường và tiêu dùng bền vững. Nhiên liệu chất thải sản xuất thay thế cho nhiên liệu hóa thạch, hệ thống pin năng lượng mặt trời, dây chuyền sản xuất hiện đại, thân thiện với môi trường. Kết hợp đồng bộ nhiều giải pháp, nhà máy sữa và trang trại bò sữa Vinamilk Nghệ An đã trở thành đơn vị đầu tiên đạt chứng chỉ trung hòa carbon. Cái lượng phát thải và cái lượng mà mình thu hồi, mình hấp thu hoặc là những cái việc mà mình mua cái tín chỉ carbon, nó sẽ bù đắp với nhau và tổng cái lượng phát thải nó phải là không. Thì có vẻ nhà máy mình là một cái đơn vị đầu tiên mình làm được cái điều đó. Đối với năm nay, thời giảm phát thải là hơn 200 tấn khí carbon đã thải ra môi trường so với năm trước. Thế đối với kế hoạch 5 năm sắp tới, song song với cái đầu tư năng lượng mặt trời, thì nhà máy sữa Nghệ An là sẽ tiếp tục là trồng cây xanh.
tăng về cái hấp thu carbon. Xóa bỏ dấu chân carbon trên hành trình phát triển bền vững. Đó chính là những nỗ lực của các doanh nghiệp tiên phong của cả nước, đồng hành cùng chính phủ, hướng tới mục tiêu đạt phát thải ròng bằng không vào năm 2050, góp phần cùng thế giới ứng phó với biến đổi khí hậu.